Kính chào quý vị, đây là một trong những sự việc được xem là có quá trình đơn thư và quyết định nhận đơn, bác đơn khiếu nại nhiều kỷ lục chỉ trong một thời gian ngắn tại tỉnh Quảng Ngãi. Người gửi đơn khiếu nại sau khi nhiều lần bị hành hung dẫn tới chấn thương sọ não là anh Lê Tuấn Duy, chú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Một lần gần đây nhất vào ngày 24 tháng 1 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thậm chí phải ra thông báo chỉ rõ rằng quyết định giải quyết khiếu nại trước đó của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là không có căn cứ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giải quyết lại nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã được cấp trên nhắc nhở cần giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không tuân thủ. Có nhiều câu hỏi được đặt ra về ý thức trách nhiệm, về năng lực thực thi chấp hành pháp luật của các cơ quan hành pháp, tư pháp của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Với sự góp mặt của luật sư Nguyễn Công Tín cùng những phân tích pháp lý, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có cái nhìn đầy đủ đối với quá trình tố tụng thực thi các quyết định xung quanh vụ việc bị kéo dài, bỏ quên, gây dư luận xấu này. Đây là chương trình Cô Lý Mở trên sóng VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tối ngày 30 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày mùng 3 Tết âm lịch Đinh Dậu, anh Lê Tấn Duy có qua nhà bạn chơi chúc Tết. Trên đường về nhà thì Duy thấy trước sân nhà ông Nguyễn Phước ở cùng thôn 4 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có chơi bầu cua, nên Duy ghé vào chơi. Trong một ván chơi, anh Lê Tuấn Duy có đánh cược với một người chơi khác, không phải là chủ trò, và thua người này số tiền 60.000 đồng. Lúc này, đối tượng Nguyễn Minh Hùng, người cùng thôn, đã khoác tay lên vai Duy và bảo Duy ra ngoài đường để nói chuyện. Khi ra đến đường, đối tượng Hùng không nói gì và dùng tay trái kẹp cổ Duy, dùng tay phải bóp cổ Duy, kẹp đầu Duy vào ngực, kéo xuống góc tường. Dùng nắm tay và cùi chỏ đánh mạnh vào đầu Duy, làm Duy choáng váng, quỵ xuống. Lúc đó có bà Phạm Anh Tuyết và con là bà Lê Thị Thủy đứng sau lưng Hùng khoảng 10 mét, thấy vậy đã hô hoán. Nhờ có người can ngăn, anh Duy đã vùng vẫy khỏi sự khống chế của đối tượng Hùng, bỏ chạy vào đám đông chơi bầu cua. Đối tượng Hùng được mọi người can ngăn, bảo đi về. Sau khi bỏ đi được khoảng 15 phút, đối tượng Hùng quay lại và gặp anh Duy. Anh Duy có hỏi đối tượng Hùng vì sao đánh mình, nhưng Hùng tiếp tục xông tới và dùng tay đánh mạnh vào mang tay Duy, dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực làm Duy ngã xuống đường bất tỉnh. Lúc này có bà Lê Thị Thúy chứng kiến toàn bộ hành vi nói trên. Ngay sau đó, anh Duy được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi rồi chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Hồ sơ bệnh án cho thấy anh Lê Tấn Duy bị chấn thương sọ não kín, tụ máu dưới màng cứng thái dương, nứt sọ hố sau, xuất huyết liềm não. Kết luận giám định thể hiện thương tích tỷ lệ 28%. Ngày 1 tháng 2 năm 2017, gia đình anh Lê Tấn Duy có đơn tố giác hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Minh Hùng gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mộ Đức. Ngày 1 tháng 6 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mộ Đức ra quyết định số 15 khởi tố vụ án hình sự và sau đó thì không khởi tố bị can mà đình chỉ vụ án một cách bất thường. Gia đình anh Lê Tấn Duy đã nhiều lần khiếu nại quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết cuối cùng. Vâng thưa quý vị, đó là những gì bắt nguồn cho câu chuyện khiếu nại ròng rã hơn 5 năm nay của gia đình anh Lê Tấn Duy với các cơ quan chức năng của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng chục lần đơn thư quyết định thông báo đi về, nhưng cho đến nay tất cả vẫn chỉ là con số 0. Đối tượng gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, kinh tế cho anh Lê Tấn Duy vẫn đang bình yên, không phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Thậm chí một lời xin lỗi đối với nạn nhân cũng chưa được đưa ra. Trong đó thì hàng loạt những quyết định và thông báo liên quan đến vụ việc này. Xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số quyết định được xem là bất thường nhất. Hiện diện tại trường quay Cô Lý Mở ngày hôm nay, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, là luật sư Nguyễn Công Tín đến từ đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Luật sư Nguyễn Công Tín sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về vụ án này cũng như những yếu tố pháp lý liên quan tới nó. Thưa luật sư Nguyễn Công Tín, đối với các lần ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mộ Đức, thưa luật sư thì các quyết định đình chỉ điều tra này có vấn đề ở những điểm nào? Theo tôi, các quyết định đình chỉ điều tra vụ án bất thường nhất là ở chỗ là đều xác định đối tượng Hùng phạm lỗi với lỗi là vô ý. Tuy nhiên qua tài liệu chứng cứ mà tôi thu thập được và lời khai của các nhân chứng thì hoàn toàn các cơ sở để xác định là Hùng là phạm lỗi cố ý và có đầy đủ yếu tố để cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra đã không xem xét toàn diện, đánh giá khách quan các lời khai của các nhân chứng, cơ chế hình thành vết thương và đặc biệt là không
đánh giá đúng đắn được cái mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của Hùng và cái hậu quả gây thương tích cho Di, để từ đó là ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án không đúng pháp luật. Vậy thưa luật sư, với quyết định đình chỉ khởi tố vụ án, đình chỉ quá trình điều tra thì việc này ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình giải quyết khiếu nại của anh Lê Tuấn Duy? Việc không xem xét, đánh giá khách quan những tài liệu chứng cứ và lời khai của những người làm chứng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình giải quyết khiếu nại. Rõ ràng trong hồ sơ thì lời khai của Di và người làm chứng, đặc biệt quan trọng nhất là người làm chứng Thúy, là hoàn toàn thống nhất với nhau. Còn lời khai của Hùng thì cho rằng là hất tay và Di tự ngã xuống đường gây chấn thương sọ não. Thì lời khai của Di và nhân chứng Thúy là hoàn toàn thống nhất và phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã không công nhận lời khai của Di và Thúy và công nhận cái lời khai của Hùng. Việc không đánh giá toàn diện và khách quan lời khai của những người làm chứng dẫn đến là cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành một quyết định đình chỉ giải quyết vụ án không bảo đảm khách quan. Gia đình Di buộc phải đi kêu cứu và khiếu nại nhiều năm, và đến năm 2019 thì Viện sát nhân dân tối cao đã có một kết luận khẳng định rằng cái quyết định giải quyết khiếu nại của Viện sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thưa luật sư, tôi được biết là trong quá trình thực nghiệm lại hiện trường của vụ án, có đến 3 lần thực nghiệm hiện trường, thì trong đó đến 2 lần là cơ quan cảnh sát điều tra lại sử dụng những cái người thay thế, chứ không phải là đối tượng Hùng, những người am hiểu về câu chuyện đó. Vậy thì theo luật sư, cái việc mà sử dụng đối tượng Hùng chỉ trong một lần duy nhất như vậy, nó ảnh hưởng gì đến cái quá trình thực nghiệm này? Trong quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra có thể dựng lại hiện trường, dựng lại diễn biến hành vi để làm rõ sự thật khách quan của vụ án và làm rõ những vấn đề mấu chốt mang tính định tội danh. Ở trong vụ việc này thì Hùng là người dân địa phương, ở rất là gần hiện trường, có đủ thời gian và điều kiện để tham gia thực nghiệm hiện trường. Nhưng trong 2 lần đầu, cơ quan sát điều tra đã không mời Hùng. Thì ở đây là người nhà nạn nhân có, sau khi người nhà nạn nhân lên tiếng ý kiến về việc này, thì ở lần thứ 3, cơ quan sát điều tra mới mời Hùng vào thực nghiệm hiện trường. Thì rõ ràng, người nhà của Duy có lý do để nghi ngờ về cái tính khách quan và vô tư của cơ quan sát điều tra. Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Công Tín. Thưa quý vị, để nhìn nhận tính xác thực hay là bản chất hành vi của một cá nhân có rất nhiều cách thức khác nhau. Thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai, đánh giá quá trình sinh sống tại địa phương, đánh giá các mối quan hệ, thói quen ứng xử trong cộng đồng của cá nhân đó, vân vân. Với đối tượng Nguyễn Minh Hùng, thì đây không phải lần đầu tiên đối tượng này có mâu thuẫn, nảy sinh xô xát với những người xung quanh. Theo như tìm hiểu của chúng tôi thì đối tượng Hùng đã nhiều lần gây gổ đánh nhau một cách vô cớ với người dân địa phương. Và chính quyền địa phương cũng đã không ít lần phải lập biên bản các hành vi này. Cho đến nay thì vụ việc đã gây ra với anh Lê Tấn Duy có thể xem là điển hình cho sự coi thường pháp luật của đối tượng này tại địa phương. Đối với gia đình anh Lê Tấn Duy, chặng đường 5 năm vừa qua không chỉ là quãng thời gian anh Duy phải gắng gượng vượt qua nỗi đau thể xác. Đó còn là cảnh ly tán khi vợ anh không chịu nổi những áp lực của chuyện khiếu kiện mà đã chia tay anh. Hiện anh phải nhờ bố mẹ chăm con giúp mình. Bản thân anh Duy cũng không còn sức lao động, sức khỏe trôi sụt, đau yếu thất thường. Vết thương ở phần đầu cũng đã gây ảnh hưởng tới các chức năng khác của cơ thể, đặc biệt là di chứng mất khứu giác hoàn toàn cả hai bên. Di chứng này đã được Tòa án Nhân dân huyện Mộ Đức quyết luận trong một bản án dân sự liên quan. Cuộc sống hiện tại có thể nói là đã bị đổi thay trái ngược so với trước kia. Vợ tôi cũng ly tán rồi, cũng do ông Hùng đánh tôi nè. Thương tích bây giờ này là tôi nhận, suốt cuộc đời tôi nhận. Con tôi giờ phải tôi ở gà trống nuôi con, bây giờ phải nhờ ông bà nội. Đi theo vụ việc này hơn 5 năm rồi. Các cơ quan công an thì chưa giải quyết xong. Thì công an huyện, viện sóc huyện, viện sóc tỉnh, viện sóc tố cao chỉ thị về mà cũng không làm. Nạn nhân thì ở trong tình cảnh như vậy, nhưng cơ quan chức năng địa phương thì hết lần này đến lần khác lại thể hiện sự vô cảm của mình trước những thiệt hại mà anh Duy và gia đình đang từng ngày gánh chịu. Cho dù ngày 24 tháng 1 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành thông báo số 03 với nội dung kết luận. Đơn của ông Lê Tấn Duy đề nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại số 1189 QĐ-VKS ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là có cơ sở được chấp nhận.
Quyết định giải quyết khiếu nại số 1189 QĐ-VKS ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là không có căn cứ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã ban hành quyết định số 01 hủy bỏ toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại số 1189 QĐ-VKS ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giải quyết lại nội dung giải quyết khiếu nại đã bị hủy bỏ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Viện Kiểm sát Nhân dân cả hai cấp là cấp tỉnh và huyện đều tiếp tục có những động thái bỏ qua thông báo và quyết định nói trên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thưa quý vị, đối chiếu với các chứng cứ và căn cứ vào Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, các chuyên gia pháp luật nhận định rằng phải chăng quyết định giải quyết khiếu nại số 283 ngày 11 tháng 3 2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mộ Đức là trái pháp luật nghiêm trọng, không đúng với sự thật khách quan của vụ án và gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại. Đối với vụ việc của anh Lê Tấn Duy, qua cuộc gặp gỡ trò chuyện của một số người dân trong thôn xã, đặc biệt là những người biết về vụ việc hành hung này, tất cả đều cho thấy sự e ngại khi nhắc tới đối tượng Hùng. Ngay cả việc làm chứng và phải lên xuống khai báo với cơ quan cảnh sát điều tra huyện Mộ Đức một nội dung duy nhất mà lại kéo dài liên miên cũng khiến không ít người bày tỏ thái độ chán nản, bực bội. Còn với ông Trần Ngọc Khiêm, công an viên xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, việc đối tượng Hùng nảy sinh mâu thuẫn, xô xát với người dân trong thôn cũng đã được nhắc tới. Có số đầu họ của nó, thì ông nói là ông bữa đó ông sẽ được bắt từ máy cớ ra. Cái chị nhỏ lại trong số đầu thì nói thật là chắc họ cũng bỏ qua, nói cho rõ rồi. Một vụ việc tưởng chừng rất đơn giản và dễ đưa ra kết luận đã bị giằng dai quá lâu mà không thể đưa ra một phương án giải quyết thuyết phục. Niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật đang bị thử thách. Niềm tin vào những người được giao trách nhiệm thực thi pháp luật thì đã bị lung lay. Tất cả chỉ vì sự khó hiểu của các cơ quan hành pháp và tư pháp địa phương trong xử lý vụ việc này. Thưa luật sư Nguyễn Công Tiến, chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay. Thưa luật sư, theo luật sư thì hành vi của đối tượng Nguyễn Minh Hùng có cấu thành tội cố ý gây thương tích hay không? Và những tình tiết nào chứng tỏ cho điều đó? Ngoài ra thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mộ Đức nhìn nhận thế nào về các chứng cứ mà nhân chứng và người trong cuộc đã cung cấp ạ? Thưa luật sư. Để xác định Hùng có phạm tội cố ý gây thương tích hay không thì cái vấn đề mấu chốt là phải xác định lỗi của Hùng là lỗi vô ý hay cố ý. Trong vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định lỗi của Hùng là vô ý. Nhưng mà qua nhìn nhận đánh giá hồ sơ thì tôi có đủ cơ sở căn cứ để xác định là Hùng là phạm lỗi cố ý. Thứ nhất là ông Hùng đã đánh ông Duy là tận 2 lần. Lần thứ nhất là cách đó 15 phút, lần thứ hai là gây ra hậu quả thương tích là 28% như thế này. Thì rõ ràng là mục đích động cơ của ông Hùng là muốn gây thương tích cho ông Duy, muốn phạm tội tới cùng. Cái thứ hai, trong mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của ông Hùng và hậu quả gây thương tích của ông Duy, có mối quan hệ nhân quả rất rõ ràng. Ông Hùng là người đủ 18 tuổi, có khả năng nhận thức về điều khiển hành vi. Ông Hùng có khả năng nhận thức là hành vi của mình có thể gây thương tích cho Duy, có thể làm cho Duy ngã xuống đường, đập đầu xuống đường gây chấn thương não. Nhưng ông Hùng vẫn mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc là bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Và thực tế tại hiện trường, khi mà bà Thúy hô cấp cứu ông Duy thì ông Hùng bỏ mặc ông Duy và bỏ về. Cái thứ ba nữa là tại địa phương ông Hùng cũng là người nổi tiếng là nóng tính và có tính côn đồ. Trong vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra đã nhìn nhận và đánh giá tài liệu chứng cứ không bảo đảm khách quan. Thưa luật sư, thì muốn hỏi thưa luật sư rằng kể cả trong trường hợp nếu như ông Nguyễn Minh Hùng được xác nhận là hành vi vô ý gây thương tích chẳng hạn thì quá trình phục hồi điều tra có cần thiết phải tiến hành hay không và tại sao ạ? Đặt giả thiết là Hùng thực hiện hành vi với lỗi là vô ý thì việc phục hồi điều tra lại là vẫn nên được thực hiện và vô cùng cần thiết. Bởi trong quá trình giải quyết khiếu nại thì Duy nhiều lần đã cung cấp thông tin là mình bị mất khứu giác hoàn toàn cả hai bên do biến chứng của việc chấn thương sọ não gây ra. Ngoài ra thì tại các bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án dân huyện Mộ Đức cũng kết luận được rằng là Duy bị mất khứu giác hoàn toàn cả hai bên. Đó. Thì theo cái thông tư số 22/2019 của Bộ Y tế thì trường hợp mất khứu giác hoàn toàn cả hai bên tỷ lệ thương tật là từ 11-15%. Nếu giám định bổ sung thêm biến chứng mất khứu giác này thì tỷ lệ thương tật của Duy chắc chắn là sẽ trên 31%.
hoàn toàn đủ yếu tố để cấu thành tội vô ý gây thương tích. Thưa luật sư Nguyễn Công Tín, vậy thì cái bản án dân sự của Tòa án Nhân dân huyện Mộ Đức nhận định đối tượng Hùng phạm lỗi vô ý là có đúng với mục đích xét xử hay không? Và nhận định này thì liệu còn giá trị pháp lý cho đến thời điểm hiện tại? Cái bản án dân sự số 06 năm 2020 của Tòa án Nhân dân huyện Mộ Đức về việc là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm, xác định Hùng thực hiện hành vi với lỗi là vô ý. Cái việc tòa án nhận định như thế này vô hình chung làm cho cái quá trình điều tra khởi tố lại vụ án bị cản trở do cái nhận định của tòa án trong bản án dân sự sơ thẩm này đã có hiệu lực. Tại thời điểm xét xử vụ án này thì căn cứ để cho tòa án đưa ra nhận định này là căn cứ vào những cái quyết định đình chỉ vụ án, quyết định giải quyết khiếu nại của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mộ Đức và tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại thì các quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và quyết định giải quyết khiếu nại kể trên đã bị hủy bỏ bởi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cái lý do bị hủy bỏ là do những nhìn nhận đánh giá trong cái, những kết luận này là không bảo đảm khách quan toàn diện, cho nên dẫn tới là cái căn cứ để tòa án đưa ra nhận định với lỗi là vô ý là không còn. Bản án hiện giờ là không còn bảo đảm được tính khách quan đúng pháp luật. Đây là một trong những căn cứ để chúng tôi thực hiện cái thủ tục tái thẩm lại đối với bản án này. Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Công Tín đã tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ rất nhiều cái nhìn về góc độ pháp lý liên quan đến vụ việc mà chúng tôi đang đề cập. Thưa quý vị, sự thật luôn có cách để cất lên tiếng nói của mình, cho dù có bị cất giấu ở nơi nào đó tưởng chừng là an toàn, kín kẽ. Đối với vụ việc của anh Lê Tấn Duy, trước hết chúng tôi hy vọng rằng những quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cần phải được tôn trọng và thực thi. Sau đấy là trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong việc chậm trễ đưa vụ việc ra ánh sáng cũng cần phải được làm rõ là do năng lực, còn có những khuất tất ở phía sau chi phối. Tại cuộc họp tiếp công dân ngày 22/4/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có đầy đủ các thành phần tham dự như là lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mộ Đức, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức, lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, đại diện cho Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Mộ Đức đã thông tin đến lãnh đạo cuộc họp là sẽ phục hồi điều tra vụ án. Tuy nhiên, tiếp tục hơn một tháng vừa qua, gia đình anh Duy vẫn chưa nhận được quyết định về việc có tiếp tục giải quyết vụ án hình sự của các cơ quan điều tra Công an huyện Mộ Đức hay không. Một lần nữa, những người biết về câu chuyện này lại phải thốt lên rằng thật khó hiểu. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Công lý mở kỳ tới với những diễn biến mới cập nhật về vụ việc này. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị.